Trước mắt quý khách hàng đây là mẫu xe Elegant phiên bản Sport được phối màu xanh và đen vô cùng là đẹp mắt. Một số khác biệt của dòng xe Elegant SQM50 khác biệt so với những dòng xe 50 khác trên thị trường. Khác biệt đầu tiên đó chính là ngoại hình cực kỳ là trung tính. Nam chạy được, nữ chạy được, lớn tuổi chạy được, trẻ trẻ chạy cũng được. Chung quy lại dàn ngoài của Elegant 50 rất là liền lạc. Điểm đặc biệt tiếp theo của dòng xe Elegant 50 đó chính là mức tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất công bố là 1,5 lít trên 100 cây, cực kỳ là tiết kiệm. Một phần đặc biệt nhất của dòng xe SQM đó chính là quý khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành 2 năm hoặc 30.000 cây tùy vào điều kiện nào tới trước. Đi sâu vào một phần tiếp theo đó chính là phần tư thế lái và vận hành của xe. Tư thế lái thì nói chung là ngồi cực kỳ là thoải mái, yên cực kỳ rộng rãi ha, có thể chở thêm một người nữa. Mẫu Elegant 50 so với mẫu đời trước đó chính là cái mẫu 2024, nói chung là 2025 nha các bạn, nó sẽ vuốt nhọn hơn, vẫn giữ nguyên bóng đèn halogen. Mặt đồng hồ xe cực kỳ là to bản, bố trí cực kỳ là dễ nhìn. Số xe, xi nhan, báo xăng, báo vận tốc. Mẫu xe Elegant có hai phiên bản cho quý khách hàng lựa chọn, một là phiên bản bánh căm thắng đùm, hai là phiên bản bánh mâm thắng đùm, có 5 phiên bản màu cho quý khách hàng lựa chọn. Nếu quý khách hàng đang quan tâm về những dòng xe của SQM, hãy đến ngay SQM gần nhất để tham khảo và trải nghiệm dòng xe của SQM nhé.